Chào các bạn, cũng trong khuôn khổ Dương Quân Lân Bôi năm 2018, tiếp theo là một trận tốc sát làm nức lòng người hâm mộ, đó là vòng đấu giữa hai danh thủ Trình Minh và Hồng Trí. Có lẽ khán giả yêu cờ đã không còn lạ lẫm gì đối với Loạn Chiến Vương, mà Cửu Tử Năm Mê cũng đã bình thuật khá nhiều ở những video trước. Còn Trình Minh là ai, lực cờ ra sao? Chúng ta chỉ cần kiểm nghiệm đúng một thông tin duy nhất. Trình Minh là người duy nhất lập được kỷ lục thắng liền cả một mạch 11 ván liên tiếp để mà giành về số điểm tối đa là 22 khi mà tham gia giải Hàn Tỉnh Bôi năm 2017, nơi có cái sự góp mặt của rất nhiều anh hùng hào thủ. Anh đã một mạch bước sát trong vánh các tay cờ máu mặt, trong đó có cả yêu ma Tảo Nhằm Lỗi, lục mạch thần kiếm của kỳ đàn Trung Hoa là Triệu Hâm Hâm. Hai tay cờ của Việt Nam chúng ta cũng đã phải chịu chung số phận là Đào Quốc Hưng và Uông Dương Bắc, không hề có bất cứ cơ hội nào để phản kháng cả. Thực sự là một cái thành tích rất ấn tượng, cho thấy lực cờ không hề thường một chút nào. Và khi mà giáp mặt với Loạn Chiến Vương của làng cờ ở cái giải này, thì chúng ta hãy xem cái màn tranh đấu mà đôi bên sẽ bày ra. Trong đó, đặc biệt là Trình Minh với lợi thế là sẽ cầm tiên, còn Hồng Trí phải thủ hậu. Trình Minh ra quân vô cùng tự tin, lúc này phi tượng cục, thì Hồng Trí gá trung pháo. Và Trình Minh khởi trình mã, thì Hồng Trí đã chủ động lựa chọn là chút 7 tấn 1 để kiềm chế trước. Sau khi Trình Minh bình xe thì mới khởi trình mã đầu tiên. Và họ Trình đã nhanh chóng lựa chọn là bình pháo ra để lộ đầu chủ lực trước. Âu cũng là một cái biến đi rất cơ bản, để cho sau khi Hồng Trí hình thành một cái trận thức khá quen thuộc là ngũ lục pháo để đối phó với trận thức lập phi tượng lộ đầu xe trước này, thì Trình Minh bèn dùng chốt tấn 1 để kiềm chế ngược. Sau khi mã 2 tấn 3 thì nhẹ nhàng khởi tiếp chính mã, để cho xe 1 bình 2 thì lập tức theo xe. Và chắc chắn rằng để mà gia tăng áp lực, lúc này thì Hồng Trí tấn xe qua Hà đang còn phục là bình vào để kiềm chế lấy mã. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý với cái thế trận là ngũ lục pháo tuyệt đối không thể nào mã 7 tấn 6 để bàn Hà, vừa phục sau đó sẽ dùng chốt 7 để mà uy hiếp chủ lực. Rõ ràng là phải trả giá vô cùng đắt, pháo còn có cơ hội đoạt lấy sĩ trước. Sau khi tướng bình ra thì ung dung bình xe vào chiếu trả và đoạt lại quân chủ lực hoàn toàn để mà chiếm ưu. Cho nên tới đây trong thực chiến thì Trình Minh bèn dùng chốt tấn 1, tựa như làm những cái nước phòng thủ hết sức là bị động, mặc dù là ưu thế rõ rệt của kẻ cầm tiên. Sau khi Hồng Trí tràn chốt qua thì bèn gá tượng lên. Có vẻ như là một cái trạng thái dàn quân rất là treo leo đã được Trình Minh bày ra. Trong hình cơ này tượng đã phải gá lên ở đầu và để lộ ra một nguy cơ liệu rằng đen có thể xem xét là xe 2 bình 3 để kiềm chế hay không, đang còn chốc chết quân chốt ở lỗ 3. Và thực ra trong hình cơ này thì bên đỏ hoàn toàn có thể tấn phá qua Hà. Sau khi bên đen dùng xe chém chốt thì chấp nhận để đổi chủ lực ngay, vừa giữ trọn vẹn lấy tượng thì vẫn tạo ra một hình thế đối công và lợi dụng vào một cái điểm yếu rất lớn trong hình cờ này của bên đen, đó là quân xe lộ chín rất khó để mà triển khai. Cho nên trong thực chiến tới đây thì Hồng Trí đã lựa chọn một cái biến đi mạnh hơn là khởi tiếp một hoành xe để cho Trình Minh mã 3 tấn 4 thì lập tức bình xe vào để mà chốc lấy nó, và Trình Minh mã 4 tấn 6. Và lúc này thì Hồng Trí tránh việc là mã điên loạn mà đạp vào trung pháo, bèn lập tức là dùng pháo 4 tấn 1 để cản quân. Tưởng chừng như là quân mã này đã không còn trốn dung thân, lúc này chỉ cần một bước nữa đủ để mà gây ra biết bao nhiêu là khó khăn, xe 6 tấn 3. Thì ngay lập tức Trình Minh bèn bình pháo, đây là một tác dụng tuyệt vời của cái đòn lập phi tượng ở trước. Và Hồng Trí đã đánh giá tình hình khá chủ quan mà lập tức thăng xe lên tuần Hà để chốc lấy nó. Có thể nói đây là một cái sai lầm chí mạng của một bậc đại sư hàng đầu của làng cờ. Tại vì tiếp theo thì bên đỏ chỉ cần rất đơn giản và nhẹ nhàng điều quân một cách linh hoạt là pháo tận 1 để đánh chủ lực trước. Đi kiểu gì thì đen cũng phải thiệt một quân, không thể nào chống đỡ. Nếu như dùng xe tận 2 thì pháo chỉ cần đoạt lấy mã. Còn nếu như thoái xe thì lập tức thoái mã đang còn đánh chủ lực. Sau đó thì vẫn ung dung là ăn lấy quân mã và tạo ra một cái mối đe dọa. Cũng như lúc này hình trận đã khá là chắc chắn bên đen sẽ lâm nguy. Cứ tưởng rằng đây là một cái cạm bẫy quá hoàn hảo đến mức mà Hồng Trí đã xa chân vào không hề do dự. Nhưng mà trong thực chiến, vô tình Trình Minh lại sử dụng một cái biến đi khác là dùng pháo chém thẳng lấy mã. Mục đích là gì? Đe dọa nốt quân mã lỗ 3 và sau đó sẽ hơn quân chủ lực. Nhưng mà trạng thái không hề đơn giản, tại vì Hồng Trí đã có một cách phản đòn là lập tức thoái mã quy tâm. Và chiêu thức của Trình Minh đã trở nên vô tác dụng, một cơ hội vàng ngọc đã được bỏ qua, thực sự là vô cùng đáng tiếc. Tới đây thì lựa chọn của anh là tiếp tục thoái lui để kích đổ chủ lực nhằm tạo ra một cơ hội cho quân mã này đạp lấy trung pháo hóa giải một thế công. Nhưng mà chuyện đó không thể nào diễn ra tại vì Hồng Trí đã nhanh chân hơn bằng cách là chém lấy mã trước. Sau khi pháo bình qua,
thì lúc này xe lại thoái lui. Vậy là sau những nước đi cực kỳ vất vả mới có thể hình thành một cái cạm bẫy rất ưng ý, nhưng mà tới đây thì Trình Minh đã bỏ qua cái cơ hội vàng ngọc này và tự dưng lại trao tặng cho đối phương một hình thế rất phức tạp để mà kiềm chế chính quân lực của bản thân. Cho những cái này xe pháo mã cánh trái chẳng có đường nào để mà triển khai cả. Và lựa chọn rất đỗi đau khổ của Trình Minh trong thực chiến là lập tức bình pháo ra để mà giải phóng hình trận. Lúc này Hồng Chí chẳng ngại ngần mà chém chủ lực ngay, bắt buộc mã phải thoái lui, rồi lúc này chỉ cần một bước là tuần xe. Thực sự là một cái ván đấu rất oan uổng đối với Trình Minh, thậm chí là đã có cơ hội ăn trắng được một chủ lực của đối phương. Nhưng mà trong hình cờ này thì ngược lại quân lực đang ở vào một cái vị trí rất thê thảm. Tiếp theo thì bên đen đang còn phục là xe 4 bình 2 để mà đánh chết mã, bởi vậy mà chỉ trao cho bên đỏ đúng một lựa chọn là phải dùng pháo đánh lên chốt biên. Thì ngay lập tức mã nhảy ra khỏi cung, một cung đôi việc thoát khỏi cảnh kiềm chế cũng như là chốc lấy pháo, thì pháo chỉ còn cách là thoái lui. Lúc này thì Hồng Chí mới quyết định là dùng lấy thế pháo khống để mà đe dọa bắt chủ lực bằng cái đòn rút tiếp theo. Thì Trình Minh đầu tiên là tuần xe lên để chốc pháo trước, pháo chỉ cần giật lui hai nước rồi mới phải thượng tướng ra khỏi cung, chấp nhận cho những quân hầu cận của mình đi về suối vàng yên nghỉ. Thứ nhất là quân sĩ ở cánh trái. Sau khi xe bình qua để giữ lấy tượng như là một cái lựa chọn quá đỗi bình thường, thì một quân còn lại cũng ra đi theo. Chỉ vì một cái sai lầm ngớ ngẩn mà vạn quân phải tan tác, cho hình cờ này chẳng hình thành bất cứ một cái thế trận gì cả. Tấn công thì không, phòng thủ thì cũng chẳng phải. Đôi sĩ thì đã ra đi, đôi tượng thì hai đứa hai đường. Còn tam quân xe pháo mã đồng biên chỉ là một cái sự đứng cho có hình trận lấy lệ, điểm danh để mà chia thưởng mà thôi. Không có tác dụng đe dọa bất cứ cái mặt nào về phía bên đen. Và lúc này thì lựa chọn duy nhất để có thể tiếp tục triển khai quân, Trình Minh phải lập tức vén mã lên biên. Còn nếu như nhảy chính mã thì quân tượng còn lại sẽ ra đi và kiềm chế luôn cả xe. Và Hồng Chí ung dung gá tượng để củng cố hàng tuyến phòng thủ trước. Và một cái lựa chọn cực kỳ táo bạo nữa của họ Trình là lập tức bình xe ra, chấp nhận cho đối phương chém nút quân tượng của mình. Mục đích là gì? Chỉ cần tấn lên để mà chốc lấy mã, buộc nó rơi vào một cái trạng thái khó đi. Đây là một điểm yếu duy nhất mà phía hình trận của Hồng đang còn tồn tại, cho nên lập tức tận dụng lấy nó. Cho dù đối phương có ăn hết những quân chủ lực của mình cũng không quan trọng. Vậy cái âm mưu đó có được thực hiện một cách suôn sẻ hay không? Hồng Chí như đã tính toán từ sẵn, mã 3 tấn 1. Sau khi xe 6 bình 8 đang còn phục thoái lui để đánh chết, thì lập tức dùng chốt tấn 1, mục đích là mời đổi lấy trung pháo. Sau khi pháo bình vào thì nhẹ nhàng dùng chốt ăn lên. Và điều này chắc chắn là tạo nên một cái dấu hỏi lớn đối với nhiều người. Tại vì tưởng chừng như là Hồng Chí đã mất quân chủ lực, bên đỏ lúc này chỉ cần một bước là thoái xe để mà chốc lấy mã như cái biến thực chiến của họ Trình đưa ra. Vậy cái cách phản công chính xác của Hồng lúc này là gì? Chỉ cần đơn giản là bình xe ra. Chắc chắn rằng nếu như mã chạy thì xe thoái lui diệt chốt và giữ lấy quân. Với hình trận sĩ và tượng không còn bất cứ một đứa nào, rất khó để mà phòng thủ. Cho nên buộc lòng phải dùng xe chém mã. Thì Hồng Chí không hổ danh là loạn chiến vương, đầu tiên là thoái một để chiếu trước, rõ ràng là tướng phải thoái, rồi lúc này tràn chốt qua. Xác lập một cái chiến thắng đã gần như rõ ràng trước khi dùng xe đoạt lấy mã. Cho nên cái này chỉ có đúng một cái lựa chọn, xe mới có thể giữ lại một trong hai quân chốt, là bằng cách bình qua lộ 7 hoặc là lộ 5. Nhưng mà sau đó, bên đen chỉ cần đơn giản đoạt lấy quân mã và chỉ cần một xe một chốt cũng đủ để chiến thắng rất dễ dàng đối với hình trận, chỉ còn đúng một chú tượng lẻ loi. Bởi vậy mà chỉ đánh tới đây thì Trình Minh buộc phải buông quân và nhận thua. Một cái thất bại có thể nói không thể nào cay đắng hơn được nữa. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn và một lần nữa nếu như cảm thấy hay, thú vị thì các bạn đừng quên like, share cũng như là đăng ký kênh để đón chờ những cái tập tiếp theo. Hứa hẹn vẫn là những cái trận tốc sát vô cùng mãn nhãn của các đại sư hàng đầu. Xin chào và hẹn gặp lại.